Mến thưa quý bà con, Minh Toàn đang còn lưu thông trên cái tuyến đường là đường Hạ Long thuộc thành phố Hạ Long. Và như bà con biết là từ cái ao cá đấy là nối liền đi thẳng đến cái đường Hạ Long này. Ở Hạ Long nhưng mà vẫn có đường Hạ Long quý bà con ạ. Cũng phải là Hạ Long nó cũng như các cái con phố khác. Ví dụ như ở Hà Nội có cả đường Hà Nội chẳng hạn. Thì đây cũng là một cái tuyến đường gọi là đường Hạ Long. Thì trên tuyến đường này cũng khá sầm uất quý bà con ạ. Tuyến đường này chắc thì khá bây giờ là buôn bán khả năng là nhộn nhịp nhất ở cái khu này rồi. Còn cái khu du lịch thì là chủ yếu là khách tham quan du lịch thì Minh Toàn không nói đến, nhưng mà cái khu buôn bán thì cái khu này là Minh Toàn thấy khá là sầm uất. Trên đường này thì có cả siêu thị ốc này, một cái siêu thị ốc khá là to, Thủy Chung. Và trên này có một cái nơi mà bán gốm sứ, các cái châu, các cái bình đấy. Đường này thì chúng ta đi thẳng ra cái Bùng Binh. Ở cái vòng xuyến mà đi rẽ trái là sẽ xuống Hạ Long Bay và sẽ rẽ phải là chúng ta lại ngược ra quốc lộ. Đó. Đây đằng trước mặt của chúng ta là Bùng Binh rồi. Và đường Hạ Long với đường Cái Dăm là nối liền nhau quý bà con ạ. Đây là mình toàn thấy là cũng có là Cái Dăm rồi. Đường Hậu Cần Hà Nội Bãi Cháy, cầu Bãi Cháy. Minh Toàn vừa đọc cái biển. Về với Hạ Long thì quý bà con, cô bác cảm thấy một số cái cây nó tạo dáng cũng đẹp không? Đây là cái cây mà hình con tàu. Còn đây là cái khu resort Vinpia. Đấy có khách Tây mang ba lô, hai ba lô hơi nặng nhá. Wow, em gái ăn mặc phải nói cái Tây phải. Minh Toàn bắt gặp một em gái ăn mặc không giống ai luôn. Em đi nhanh quá đuổi không kịp luôn các bạn. Mặc hở cả áo con luôn.
Ôi gần kịp em đấy rồi. À đây. Ăn mặc hình như là lô cả nơi y lô cả ấy luôn. Xì quá. Thôi mình toàn không đuổi theo em đấy nữa mà mình toàn sẽ vào cái khu này, mình toàn thấy khu này khá là đẹp. À, mình toàn sẽ vào đây để mình toàn ghi lại những hình ảnh gửi đến cái bà con cô bác. Đây vừa rồi là chắc là một mấy xe kia là cái đoàn của cán bộ tỉnh hoặc cán bộ huyện quận gì đấy đi tham quan đây. Wow, khu này có nhiều thuyền nhiều cano đẹp quá. Có cái du thuyền đằng trước rất là đẹp quý bà con. À, khách ở đây khá đông luôn. Đây là khu phường Bạch Đằng. Nước ngoài. Nếu cứ bà con cô bác thấy ngày bình thường mà hơn nữa không phải mùa du lịch mà du khách về với Hạ Long khá đông lắm. We'll be right back.
Đây là họ đang tổ chức cái gì, đám cưới hay gì? Tàu nước ngoài. Cập bến ở đây luôn. Tàu này. À, lúc này em thấy mấy xe biển xanh ấy, mấy xe biển xanh chạy vào khu đấy. Em vừa đi khu đấy. Bởi vì em thấy mấy xe 3-4 xe biển xanh chạy vào khu luôn. Ôi, tàu này thì chắc tận đến 12 giờ mới đến đây hết nhỉ. Màu trắng. Đây có con tàu hàng khá to. Bên kia là Hòn Gai bà con. Đây, đây là cái chỗ mà bên dưới cáp treo của Hạ Long Bay, Hòn Gai sang Hạ Long Bay. Và đây có mấy cái nhà hàng khách sạn rất to, ví dụ như Vinham. Vinham ở trong đấy đẹp lắm cái bà con ạ. Mình toàn cũng vào Vinham rồi.